Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Kính thưa các quý đạo hữu, đạo tràng của chúng ta khai đàng tụng kinh sám hối tu tập các công đức theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng trong phát nguyện tu tập của câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Mở đầu là chúng ta tụng bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Thì duyên khởi của bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám này Yến sẽ sơ qua cho đại chúng chúng ta rõ nhé. Nguyên là vua Lương Võ Đế có một bà hoàng hậu yêu quý nhất tên là Hi Thị. Vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng lên cao. Hi Thị ganh tị các cung phi, độc ác với mọi người, hủy báng tam bảo. Trong triều ngoài quận ai cũng biết Hi Thị là một quái phi, tức là gớm. Sau bà bị nhuốm bệnh nặng, các lương y đều thức thủ, bà phải từ trần. Một hôm vào lúc đêm khuya đang ngồi trong cung tịnh mịch, vua Lương Võ Đế nghe có tiếng người kêu van thảm thiết. Dưới ánh đèn mờ, vua Lương Võ Đế lạnh cả người, muốn chạy trốn nhưng không được. Vua bèn lên tiếng hỏi, ngươi là ai mà đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này lại vào được đây? Hoàng đế ơi, thiếp đây chính là Hi Thị, vì quá độc ác nên chết rồi thiếp phải đọa làm rắn mãng xà. Ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vi vẩy đều bị sâu trùng rúc rỉa, nhức nhối không thể chịu được. Nhớ lại tình cầm sắc xưa nên thiếp đến đây mong nhờ hoàng đế tìm phương cứu thiếp. Nói rồi biến mất. Tức là bà Hi Thị này do được vua chiều quá mà lộng hành, làm các việc ác khiến bà chết. Bà bị làm quỷ. Quỷ này là quỷ có cái thân của rắn mãng xà, chứ không phải là con rắn mãng xà. Có cái quỷ có cái thân như thế. Thì đêm đến mới về mới báo cho vua Lương Võ Đế biết. Thì chúng ta đọc trong bài kinh tiểu bộ kinh Nikaya đấy, có bài kinh ngã quỷ ngoại bức tường, thì cũng có những quỷ về báo cho vua trong giấc mơ đấy. Là do 96 kiếp trước hay 92 kiếp trước ấy, thì những cái quỷ này là thân bằng quyến thuộc của nhà vua. Mà lúc đó thì nhà vua làm quan, sắp sửa đồ cúng dường trai tăng, và những cái người này là phỉ báng tam bảo, rồi trộm đồ ăn của tam bảo, rồi đốt chai đường. Tức là cũng giống như thân bằng quyến thuộc của chúng ta ấy. Bây giờ chúng ta đi tu, thế nhưng mà cũng có người phỉ báng tam bảo, cũng có người thế này thế kia. Thời rau này do cái nghiệp đó họ bị đọa. Đọa nhưng mà do khi ông quan ông tu tập về sau ông được làm ông vua. Ông vua rồi thì ông ấy có duyên đón được Phật Thích Ca, cho nên là các vong linh đó mới về báo trong giấc mộng của ông vua. Và do đó mà ông vua cúng dường Phật và tăng chúng hồi hướng công đức khiến cho ngã quỷ đó được siêu thoát. Thì trong cái bộ kinh này cũng có cái phần tương tự như vậy ạ. Nhân vật thì khác nhưng nội dung cái câu chuyện thì cũng giống như vậy, tức là những chúng sinh mà phỉ báng ta bảo. Yến đọc tiếp lời giới thiệu ạ. Nghe xong, vua Lương Võ Đế như thoát cơn mộng và lòng đau như cắt. Hôm sau khi lâm triều, vua kể lại chuyện ấy cho bá quan nghe và tìm phương cứu vớt Hi Thị. Trong số các quan có người đề nghị xin cung thỉnh hòa thượng Chí Công lo việc này. Vua Lương Võ Đế chấp thuận. Hòa thượng Chí Công là một cao tăng đắc đạo đương thời. Thể theo lời thỉnh cầu của nhà vua, ngài liền triệu tập các danh tăng soạn ra sám pháp này và lập đàn tràng lễ sám hối cho Hoàng hậu Hi Thị. Thì kính thưa các quý đạo hữu, tại sao là các ngài lại lập ra pháp sám này? Bởi vì tương ứng với tội ác của Hi Thị. Tức là Hi Thị thì sống ở đấy thì mọi người đều biết tội ác của Hi Thị mà. Thế cho nên là các cao tăng mới thấy Hi Thị vì tạo các tội ác đó mà bị đọa làm quỷ khổ sở thế này. Cho nên là các ngài nương vào tất cả các cái việc làm độc ác của Hi Thị mà soạn ra pháp sám hối này. Thế cho nên cái bài pháp sám hối này là bài pháp sám chân thật.
mà tất cả các tội ác này là do con người trực tiếp làm ra. Cho nên là có hay chăng chúng ta cũng là con người, có thể quá khứ, có thể hiện tại, chúng ta cũng mắc vào các tội này. Cho nên chúng ta dùng pháp sám này để hiểu, để sám hối tội lỗi của chúng ta, nhớ các quý đạo hữu nhé. Đấy là lương vào cái tội ác của người khác để cho mình hiểu, mình sám hối tội ác của mình, các quý đạo hữu ạ. Yến xin đọc tiếp lời giới thiệu. Nhà vua chí tâm thân hành lễ bái. Vài hôm đầu người ta nghe có mùi hương lạ thơm nức ngào ngạt khắp cả đạo tràng. Lễ tục đến quyển thứ năm, ngay tại chỗ trên không trung, vua Lương Võ Đế nghe có tiếng của Hi Thị, bà hiện thân thiên nữ đẹp đẽ, nói tiếng người, tỏ lòng cảm ơn hòa thượng và hoàng đế. Đến quyển thứ năm thôi đấy các quý đạo hữu ạ. Cho nên chúng ta nhớ là mời gia tiên tiền tổ của chúng ta về và chúng ta tha thiết sám hối nhé các quý đạo hữu nhé. Đấy, và ở trong này có quyển sám hối thay, tại vì là cái quyển này lập ra để cho vua, quan và mọi người sám hối thay cho bà Nương Võ Đế. Sám hối thay tức là gì? Tức là tự tâm mình sám hối và để cho bà ấy lương vào cái tâm của mình để sám hối theo, chứ không phải mình sám hối thay cho tội của bà ấy được. Thì cái phần của mình tụng ấy là mình vừa sám hối cho mình lại vừa mong muốn cho người khác được sám hối. Cho nên là mình vừa sám hối cho mình vừa thỉnh cha mẹ, gia tiên, tiền tổ đời này, đời trước về đây cùng sám hối với mình. Nhưng mình phải nhất tâm sám hối, vì họ lương vào mình thì họ mới sám hối, có quý đạo hữu ạ. Nhá, đây tụng đến quyển thứ 5 đây này. Nhưng mà do là các vị này tụng đến quyển thứ 5 nhưng đều cúng dường đầy đủ cho các vị sư, cho nên chúng ta đều phát tâm cúng dường hồi hướng cho các chúng gia tiên tiền tổ nhà mình khi mình tụng các bộ kinh sám hối này, và hồi hướng cho nhà mình nữa. Và Yến đọc tiếp ạ. Hi Thị cho biết bà đã thoát nạn và đã sanh nên Đao Lợi Thiên Cung nhờ công đức sám hối. Có thích không? Thích quá, đúng không? Mong sao cho gia tiên nhà mình, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhà mình được cái công đức này thì tốt quá nhỉ. Từ đó pháp sám này được truyền tụng khắp nơi rất thịnh hành. Bản chính bằng Hán văn trọn bộ 10 quyển, danh hiệu Phật và lời sám hối đều rút trong Tam Tạng Thánh Giáo Đại Thừa. Năm 1948 đến 1950, Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận và các đạo hữu khá đông ở Bắc Việt đã dịch âm ra Việt văn thành hai tập. Năm 1952, lúc còn tu học ở Phật Học Viện Báo Quốc Huế, tôi bắt đầu dịch nghĩa bộ này ra tiếng Việt, đến nay mới đủ cơ duyên xuất bản. Dịch giả Tỳ Kheo Thích Viên Giác ạ, ở cho tu viện Giác Hải. Yến đọc tiếp lời của thầy Viên Giác ạ. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này làm cho người tu hành ngày càng tinh tiến, nghiệp chướng chóng tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, sở cầu được như nguyện. Tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người hủy báng, người tùy hỷ đều được lợi lạc, thoát khổ não, và nguyện xin cho tất cả chúng sinh xả ly tà kiến biết sám hối. Hay chúng ta xin tỳ hỷ và tán thán ạ. Tỳ Kheo Thích Viên Giác bằng một tràng pháo tay ạ. Yến xin đọc các phần mà đọc sám hối này thì sẽ tiêu trừ được các nghiệp gì và chúng ta cần nên làm gì khi chúng ta tụng phần sám hối này ạ. Có 12 lợi ích đấy ạ. Yến chỉ đọc từng lợi ích một và Yến chia sẻ cùng với các quý đạo hữu ạ. Một là nguyện hóa độ sáu đường chúng sinh không có hạn lượng. Các quý đạo hữu ạ, khi chúng ta tụng pháp sám hối này là chúng ta có nguyện độ sáu đường chúng sinh không có hạn lượng. Đức Phật chính đẳng chính giác là Ngài tuyên bố pháp để độ chúng sinh không có hạn lượng. Tức là chúng sinh nào thực hành pháp thì người đó đều chứng đắc. Cho nên không có hạn số lượng là tôi chỉ độ 5 người hay 3 người, hay pháp của Phật không hạn lượng là chỉ độ được ngần này và không độ được ngần kia. Không phải, mà ai thực hành pháp của Phật đều được giải thoát. Cho nên cái bài sám hối này là mình nguyện cho tâm mình được thanh tịnh, mình tu hành thành Phật, thành bậc chính đẳng chính giác để nguyện độ chúng sinh trong 6 đường, tức là nguyện thành tựu chính đẳng chính giác khi mình sám hối cái bộ kinh này nhé. Thứ hai là nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng, tức là ân Phật này,
ân sư trưởng này, ân quốc gia này, ân cha mẹ, ân chúng sinh, phải không? Đấy là báo tứ trọng ân nhá. Ba là nguyện nhờ thần lực của pháp xám này khiến chúng sinh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Tức là khi chúng ta tụng được sám hối này, chúng ta phải thấy tội lỗi khi mà phạm giới, phải bị đọa lạc khổ thế nào, để sinh ra cái tâm hoan hỷ thọ trì các giới luật của Phật, để khiến cho mình được an ổn, các quý đạo hữu nhé. Tại vì trong bài sám này sẽ sám hối nhiều các tội lắm, cho nên là bà Hy Thị bái do hủy báng tam bảo, không nghiêm trì giới luật, cho nên bà ấy bị đọa lạc như thế. Cho nên vì cái thấy khổ của đọa lạc nên chúng ta sinh tâm hoan hỷ thọ giới để chúng ta đỡ khổ. Chỉ có thọ giới chúng ta mới có chuyển được nghiệp thôi, các quý đạo hữu ạ. Bốn là nguyện nhờ thần lực pháp xám này khiến các chúng sinh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. Các quý đạo hữu ạ, tại sao lại nói là đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn? Khi mình đọc cái quyển sám hối này, mình sẽ thấy được lỗi hiện tại của mình, lỗi hiện tại của mình, cho nên mình không sinh tâm kiêu mạn hủy báng các bậc sư trưởng. Các bậc sư trưởng của mình là các bậc đã thoát tục, tức là đã rời thế tục ra rồi. Còn chúng ta là những người đang ở thế tục ra thì nghiệp còn gì, còn ràng buộc hơn. Chúng ta ràng buộc bởi tài sản, chúng ta ràng buộc về các mối quan hệ, chúng ta ràng buộc bởi vì các cái nghiệp chướng không có cơ duyên để mà sạch được. Vì như thế cho nên chúng ta không sinh tâm kiêu mạn. Có những người nói là tôi không cần đi chùa, tôi ở nhà tôi niệm Phật cũng giống như các thầy đi chùa niệm Phật, hai cái bằng nhau, đấy là chết luôn. Vì chúng ta không thấy được các duyên ác nghiệp. Cho nên khi tụng cái kinh này thì chúng ta sẽ thấy được các mối ràng buộc của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu thoát được thì mình đang còn bị buộc. Còn các bậc thầy của chúng ta dù sao cũng đã tháo gỡ được thế tục ra rồi, phải không có quý đạo hữu? Hơn rồi, cho nên chúng ta không sinh tâm kiêu mạn đối với các bậc sư trưởng nhé. Cho nên khi đọc kinh các quý đạo hữu rõ chỗ này nhé, đọc kinh rõ nghĩa lý trong kinh thì mình sẽ không dám nản á, vì thế mình tiêu trừ được nghiệp chướng. Thứ năm là nguyện nhờ thần lực pháp xám này khiến cho chúng sinh sinh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. Tức là ở trong cái bài sám hối này sẽ giúp cho chúng ta không sinh tâm oán trách giận hờn các chúng sinh khác. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu được nhân quả là do chính mình tạo, phải không? Cho chính mình phải hái quả, cho nên chúng ta không sinh tâm giận hờn ai cả. Đấy, ở trong này thì sẽ rõ nhé. Nhớ là chúng ta sẽ đọc lại cái phần này mỗi ngày, xong sau đó mới đọc đến các quyển khác để chúng ta nhớ rõ điều này, các Phật tử nhé. Sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp xám này khiến các chúng sinh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. Sắc thân tức là đối với lại cái người, dù là thân thể họ hôi thối, các quý đạo hữu ạ, hôi thối bẩn thỉu rồi, họ có những cái hình tướng không tốt đẹp, mình không lên sinh tâm ghen ghét. Bởi vì bà Hy Thị chính ghen ghét như thế mà bà ấy bị đọa lạc đấy, các quý đạo hữu ạ. Bảy là nguyện nhờ thần lực của pháp xám này khiến các chúng sinh đối với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo dít mến tiếc. Với các pháp trong thân ví dụ như là về công sức, với các pháp ngoài thân ví dụ như là pháp tiền bạc rồi bố thí các thứ, chúng ta đừng sinh tâm keo dít. Người là người Phật tử tại gia chúng ta biết cân đối nhưng không keo dít, các Phật tử rõ chỗ này không? Chúng ta phải cân đối các việc chi tiêu trong gia đình nhưng không keo dít bỏn sẻn. Keo dít nó khác với cái việc tính toán mà cân đối, các Phật tử nhé. Chúng ta đã cân đối đầy đủ rồi, chúng ta có thể cúng dường bố thí 1.000 nhưng chúng ta keo dít, chúng ta bỏ ra chúng ta thấy tiếc rẻ, cái tâm tiếc cái nó thể hiện cái keo dít. Còn cái tâm mà chúng ta không có, không cúng được, nó không thể hiện cái tâm keo dít. Có Phật tử rõ chỗ này chưa? Keo dít là nó có cái khởi niệm của tiếc rẻ, ví dụ rút 5 đồng ra lại cho vào so đo, chứ không phải là chúng ta thiếu tiền nhé. Chúng ta không phải là thiếu tiền, nhưng mà cái tướng của tâm keo dít nó có cảm thọ của tâm keo dít, các Phật tử ạ. Đây là Yến cứ nói này để cho các Phật tử rõ này. Có những lúc mình như thế đấy, Yến đã trải qua rồi, các quý đạo hữu ạ, trải qua rồi. Mình quả thật là không phải là thiếu, tiền vẫn có thể gửi ngân hàng. Cái lúc mà chưa biết đến Phật Pháp đấy các chị ạ, để giúp đỡ người khác mình cũng không giúp đỡ. Có đấy các quý đạo hữu, đến khi tu rồi mình mới nhận diện được tâm keo dít, mình mới xả được thôi.
những cái tâm keo giết nó sinh ra cái cảm thọ làm cho mình bất an, khó chịu. Đấy, cái tâm keo giết nó sẽ sinh ra như thế. Nó sinh ra những cái trạng thái ích kỷ, các quý đạo hữu ạ. Ai mà có cái tâm keo giết nó chi phối làm cho mình rất là khổ, mình không tự tin được, mình không có thể mà đối duyên được với các việc một cách tự tại được. Ví dụ như là cái tâm keo giết nó làm khổ mình đến mức độ này, cái nó keo giết thì nó hay so đo mà. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Ngồi ăn một mâm ấy, thấy người ta gắp miếng to hơn khó chịu, nhớ nhá, đây là cái tướng của tâm keo giết để chúng ta thử. Đi trên xe mà nhường chỗ cho người khác cũng khó chịu lắm. Cái tâm keo giết đấy các quý đạo hữu ạ. Đối trị nó chúng ta phải đối trị bằng được. Người ta mà có cái gì hơn mình một chút cũng khó chịu, vì cái keo giết nó sinh ra cái đố kỵ. Cái keo giết nó sinh ra nhiều thứ lắm. Cho nên là khi mình bố thí, mình cúng dường, mình nguyện cho mình xả được cái tâm keo giết. Chứ không phải là tôi nguyện cho tôi có phúc báo gì đã. Bởi vì khi tâm keo giết nó xả thì phúc báo tự sinh, các quý đạo hữu ạ. Đấy, làm sao mình nhìn được cái tâm keo giết của mình? Chứ thực sự cái tâm keo giết nó làm cho mình khổ lắm. Luôn luôn so đo với mọi thứ xung quanh. Ví dụ ai mà muộn rót cho cùng một cốc nước, thế nhưng mà mình nhiều tuổi hơn, cái người kia ít tuổi hơn, chẳng may người ta rót cho cái người ít tuổi hơn nhiều nước hơn, mình cũng khó chịu. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Bây giờ chúng ta sống đến ngần này rồi, chúng ta phải biết chứ. Yến có tu, có nhìn, có biết được nghiệp mà. Đấy, mình nhìn từ mình thì mình sẽ ra các bạn thôi, đúng không? Và mình phải chiến thắng nó. Khi chiến thắng nó rồi mình mới nhìn rõ cái bộ mặt của nó, mới thấy sự ràng buộc, mới thấy sự đau khổ của nó. Nó chi phối mình kinh khủng đến mức độ như thế nào, có quý đạo hữu không tha thứ cho ai được, chấp trước những lỗi của người, chấp chặt luôn, chính là cái tâm kèo giết đấy, quý đạo hữu. Đấy, cho nên khi mà mình tụng đến đây, mình làm sao mà xả được cái tâm kèo giết của mình, có quý đạo hữu ạ? Bằng cách đi xe thì nhường chỗ cho người khác đi. Trên chiếc kia Yến bắt đầu tổ chức đi xe là đưa cho mình cái tiêu chuẩn là đứng luôn. Thì khi đó ai ngồi hết chỗ rồi, còn chỗ thì mình ngồi, không còn chỗ thì thôi. Tại mình không có say xe mà. Đấy các quý đạo hữu ạ, đối với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo giết mến tiếc, tức là mình tiếc lắm, mình mến, mình tiếc, mình không cho đi được. Đôi khi chỉ là một bông hoa thôi, không cho đi được vì mình tiếc, mà mình mến nó quá, mình quý quá, không cho được. Tám là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Tức là cái sám hối này, chúng ta không phải là khi chúng ta làm phước mà vì mình mà làm, không phải thế, mà vì những người không có người giúp đỡ, không có ai ủng hộ chúng ta làm. Ví dụ như là khi chúng ta làm tất cả các việc gì, ví dụ chúng ta lên chùa làm công quả đấy, chúng ta cũng vì người khác, có đúng không? Phật tử chúng ta đã mở rộng được tâm rồi đấy. Chúng ta đi đến nhà này, người ta bị ốm đau bệnh tật, chúng ta tụng kinh sám hối cho họ đấy, chúng ta cũng vì người khác chứ không phải vì mình đâu. Phải không quý đạo hữu? Và chúng ta đi tu như thế kia để chúng ta có được cái sự giải thoát. Sự giải thoát này chúng ta đã phát tâm Bồ Đề, nguyện thành Phật độ chúng sinh, đây chúng ta cũng vì vô lượng chúng sinh mà thực hành cái pháp cầu vô thượng Bồ Đề đi chứ. Phải không quý đạo hữu? Và chúng ta đi tục 3 tháng ăn cư kiết hạ, tu tập, cúng dường, bố thí, xả bỏ tham ái này, xả bỏ keo giết bòn sẻn này, để chúng ta cũng hồi hướng cho bậc thánh tăng xuất hiện, để mà hoằng dương giáo pháp rộng độ chúng sinh, là cũng nghĩ đến người khác mà làm đấy chứ. Phải không? Chúng ta cũng nghĩ đến cho xã hội này được an ổn, muốn nghĩ cho ít thiên tai lũ lụt, không chiến tranh hoạn lạn, là cũng nghĩ đến người khác mà đi tụng kinh đấy chứ. Phải không quý đạo hữu? Thậm chí nghĩ cho đến vợ chồng con cái được lương vào chính pháp tu tập cũng là nghĩ cho người khác đấy chứ. Phải không quý đạo hữu? Rồi nghĩ cho gia tiên tiền tổ nhà mình được lương tựa vào Phật pháp, do cái duyên của mình mà về đây nghe pháp nghe kinh được giải thoát, đây là cũng nghĩ cho người khác đấy chứ. Phải không quý đạo hữu? Đấy, cho nên khi đi tụng kinh sám hối sám pháp này là mình nghĩ cho người khác mà mình cố gắng, chứ đừng nghĩ là thôi tôi mệt lắm tôi không đi đâu, tôi ở nhà xem phim. Thế thì mình không nghĩ cho người khác rồi. Cho nên là mình phải nghĩ cho vô lượng chúng sinh khác mà đi thực hành pháp sám hối này, nhớ các quý đạo hữu nhé. Nhà Yến đọc tiếp ạ. Chín là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh không vì mình mà tu pháp tứ nhiếp, mà chỉ vì hết thảy chúng sinh.
về tứ nhiếp pháp ở đây gồm có bố thí, ái ngữ, đồng sự, lợi hành. Tức là chúng ta dùng bố thí để khuyến hóa chúng sinh tu tập. Chúng ta dùng ái ngữ, cái chỗ ái ngữ thì Phật tử nói hiểu rõ nhé. Ái ngữ là những lời nói chân thật, phù hợp với pháp, phù hợp với thiện, phù hợp với giới. Chứ không phải ái ngữ chỉ là những câu nói dẻo, ngon ngọt, nhưng mà nói dối, nói lời thêu dệt, nói lời vu khống thì không được gọi là ái ngữ. Nhiều người nhầm ái ngữ là nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe. Không phải thế. Mà nói lời ái ngữ là những lời nói chân thật, khiến cho người khác xoay tâm mình, nhận ra lỗi của mình, biết sám hối, biết tu hành chuyển nghiệp, thuộc lời nói ái ngữ. Có quý đạo hữu nhé. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, đồng sự nhiếp. Tức là chúng ta phải cùng nhau giúp. Ví dụ như là có một nhà bị ốm, chúng ta phải đến đấy để cùng tụng kinh với người ta, cùng giúp đỡ với người ta thì mới nhiếp được người ta, chuyển hóa được người ta. Phật tử chúng ta cũng phải cùng nhau tu hành mới giúp đỡ được nhau, chỉ được lỗi lầm. Đấy là đồng sự nhiếp. Và lợi hành nhiếp, tức là chúng ta có cái gì thì chia sớt cho nhau. Có quý đạo hữu nhá, chia ngọt sẻ bùi, đi làm phận sự, có ăn thì cùng ăn, nhịn đói thì cùng đói, chia nhau ra. Thế còn cái lợi hành lớn nhất là cùng được công đức để hồi hướng đến quả vị giải thoát của chính mình. Có quý đạo hữu ạ, đấy là dùng tứ nhiếp pháp ạ. Thì chúng ta nên khuyến tấn nhau, giải nghĩa cho nhau hiểu, để chúng ta cùng 3 tháng này chúng ta làm các công việc tụng kinh phận sự tại chùa, làm tất cả các việc thật là chu đáo, lấy công đức này để tăng trưởng cái tâm bồ đề, khiến cho hạt giống của bồ đề của chúng ta được công đức, đó là nước tưới, để cho cây bồ đề nó nảy mầm đâm chồi, cho nó sum suê. Các quý đạo hữu nhé. 10 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh thấy người cô độc, tù tội, tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui. Đấy thì cái đấy thì chúng ta đều sinh tâm cứu giúp cho họ được an vui. Kính thưa quý đạo hữu thế này ạ. Phật tử chúng ta thì học được tứ diệu đế, khổ, chúng ta nhận diện được khổ và nguyên nhân của khổ và cách giúp cho mình giải thoát khổ và cách giúp cho mọi người giải thoát khổ. Trong cái sự việc của chùa Ba Vàng chúng ta cũng như là trong ngoài xã hội, chúng ta thấy ai mà làm các việc bất thiện, chúng ta làm tất cả cái gì trong khả năng của chúng ta để cho họ xoay tâm vào, họ không làm các việc bất thiện, thì đó là cái cứu giúp tận gốc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy người tật bệnh ngoài kia, Phật tử chúng ta nhìn, chúng ta biết là tiền kiếp họ đã gieo nhân gì, phải có quý đạo hữu? Có biết được không? Đoán được sơ qua, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy được rằng đồng đạo của mình, người thân của mình, bạn bè của mình và người trong xã hội, họ tư duy, họ làm những điều bất thiện, mình biết rằng sau này sẽ là thế nào, cho nên mình cố gắng nỗ lực nói ra sự thật để cho họ xoay tâm, sau này họ không chịu quả báo. Phải không có quý đạo hữu? Đấy, và mình nhìn thấy những người bị tội lỗi như vậy, mình mong mỏi cho họ biết đến cái pháp sám hối, để họ sám hối, để họ tu thiện, họ làm phước, khiến cho họ được tiêu nghiệp, có quý đạo hữu ạ. Đấy là cái cách giúp của chúng ta, chứ không phải mỗi cái cách là mang tiền đến giúp đâu, có quý đạo hữu ạ. Đấy, làm sao cho nhất là Phật tử chúng ta bảo hộ nhau sẽ sám hối thật nhiều, bỏ ác làm lành thật nhanh, giữ giới thật tốt, để chúng ta không bị quả báo khổ. Chúng ta sách tấn trong khả năng của chúng ta đối với đạo hữu, đối với người thân, phải không quý đạo hữu? Đấy là đối với những người như thế chúng ta phải tinh tấn nha. Đến đọc tiếp ạ. 11 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sinh nào đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ, đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ, đáng chiết phục thì chúng ta phải phân tích cho họ được đâu là thật, đâu là giả, đâu là thiện, đâu là ác. Chúng ta thấy chúng sinh nào, tức là thấy người nào mình giúp được họ, cái đấy thì mình phải giúp đến cùng. Và đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ, tức là người nào người ta hỏi han mình về pháp, về các thứ mình chia sẻ được thì mình lên chia sẻ nhé. Chiết phục và nhiếp thọ là hai cái nó cùng trong một việc, nhưng nó chỉ phân ra thôi, cũng giúp người ta thân cận được với Phật pháp, các quý đạo hữu ạ.
cùng khuyến tấn người ta tu theo Phật pháp nhé. Đến cuối cùng mà trong 12 nguyện nhờ thần lực pháp sám hối này mà chúng ta phải thực hành. 12 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh sinh ra nơi nào cũng tự nhớ nghĩ đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Thì chúng sinh đó chính là chúng ta. Chúng ta là người thực hành pháp sám hối này. Thì chúng ta tư duy, chúng ta nói, chúng ta làm thì nó đã thành quả rồi. Cho nên chính cái thứ 12 là nó là quả của 11 cái tinh tấn kia. Thì chúng ta tu như thế này thì đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu, cái tâm Bồ Đề của chúng ta cũng sẽ tương tục, và chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường cầu vô thượng Bồ Đề, các quý đạo hữu ạ. Thế cho nên chúng ta rất là phải tinh tấn để chúng ta tụng kinh, hiểu nghĩa lý kinh. Thế thì chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn, thấy được lợi ích như thế, cho nên chúng ta cố gắng vì chúng sinh nhé. Nhớ là nghĩ vì người khác mà làm, còn mình vì nghĩ người khác, cho nên tâm Bồ Đề của mình được tăng trưởng, được tương tục từ đời này đến đời kia. Còn nếu chúng ta không sám hối, chúng ta không tu tập thì chúng ta đã không nghĩ đến người khác rồi, thì tâm Bồ Đề của chúng ta không tương tục được, quý đạo hữu ạ. Dù có về Tây Phương đi chăng nữa vẫn cứ phải tu hành cho tới ngày vô thượng Bồ Đề mới đi độ chúng sinh được. Thế thì chúng ta hãy ngay tại đây mà phát triển cái tâm Bồ Đề nhá. Thế cũng chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ xin thỉnh đệ chúng ta hồi hướng công đức nhá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.